Ở đây là ở đâu đi anh? Trường Đông. Trường Lưu, Trường Đông. Trường Đông. Hòa Thành. Gì, Hòa Thành. Hòa Thành, Hòa Thành. À, Hòa Thành gần Anh Quốc rồi. Gần Anh Quốc bên kia, biết Anh Quốc luôn. Rồi, biết Anh Quốc luôn. Anh tên gì? Tên Tú. Anh tên Tú hả? Cái này cũng là Anh Quốc anh bài cho Tuấn nè. Tuấn nói anh ơi, cái nước kênh này ok quá của hồ Dầu Tiếng, nhưng mà anh nói em ơi, cũng không có ok đâu nha em. Mỗi lần đưa nước vào á, Để cho xuống mà ướt dép hết. mỗi lần đưa nước vào là mỗi lần phải đo pH là như vậy nè. Cái hồ Dầu Tiếng là nước rất là tốt, nhưng người ta lại hút cát trên cái hồ á, mà hút cát một cái là nó dậy phèn, cái là bát nó tuột. Được bao nhiêu, được bát bao nhiêu, năm phẩy mấy nước này ok rồi, sáu rồi, năm sáu là ok. Nên á, mà nông dân lưu ý nè, nếu lấy nước kênh thì phải sáu luôn, đo pH. lấy lên được chưa? Rồi, năm sáu là được, trên trung tính là được. Nhưng bữa trước em đo nó có bốn không quý, con đo nó có bốn mà không? Trời ơi, đó. Mấy bốn lòng. Đâu, hồi bữa nước này đo tuột mà. Bữa đem cho, bữa mình để nghiêng. Không, nghiêng nghiêng ấy gì cũng vậy hết trơn, hết trọi. Nó và có cái tình trạng này, anh Quốc anh đã báo Tuấn cái đây 5-6 tháng rồi. Mà cũng nói luôn nha, là chiều mai 3 giờ sẽ gặp một đối tác châu Âu, người ta xuất bưởi rất là mạnh, mạnh hơn sầu riêng. Thì mỗi doanh nghiệp, thôi mà con để quay phim cái. Thì thật sự đó, ở các cái lái ở miền Tây đó và các nơi mà xuất khẩu đó, thì người trong Đông Nam Bộ thì người ta vẫn chọn cái bưởi ở Tây Ninh, vì cái đất ở Tây Ninh là nó thấp. Cái thứ hai nữa rằng là người ta hay lùa nước vào ngập sầu riêng mà, bưởi bưởi mà ngập thì không có sao, dẫn đến là nó cái muối nó sẽ không bị khô cục bộ. Cái vườn này mới 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 xài si cách đây mấy ngày thôi, thì bây giờ cho làm trái chuyền luôn. Anh nói hôm qua, nói luôn, tức là phải lùa nước vô để cho nó ngập. Nó ngập thì rễ nào cũng có nước hết trơn á, là dẫn đến là cái muối bưởi nó sẽ không bị khô cục bộ, nó không bị sơ. Đó, nên là các cái tỉnh Đông Nam Bộ đó nha, là phải coi lại cây bưởi đó. Nếu mà đất mà cao quá thì tốt nhất đừng có trồng bưởi. Rồi nè nè, cái phân này rải vô là dính này, mà giờ mình không dám quay nè. Cái quay sơ vào cái này, cái bao phân này rải vô là dính nè. À. Anh Tú, anh nói làm sao? Anh nói cái si mới xài mấy ngày mà nó hay là hay làm sao? Nó cái này anh Tuấn, cái cây bưởi em là em chăm sóc cây bưởi dặm ha. Dạ. Là coi như nó xanh lá từ dưới gốc lên tám đoạn xanh luôn. Dạ. Nhưng mà em sử dụng 3 ngày mà sao thấy nó ngã là màu vàng tanh đó anh. À, đúng rồi. Nó Đó là lạ dữ vậy. màu màu tự nhiên, tại vì thứ nhất cái là có thể là anh cái bưởi thì cũng nhanh, có thể là hôm vừa rồi anh làm nó được nắng không, lúc anh đổ đất nó khô đó, ví dụ vậy, nó phải nhanh như vậy. À, cũng nói luôn, khoe luôn cái vụ này, tức là từ ngày 15 tháng 9 đó thì cái si đó của anh Nguyễn Thanh Hải đó, công ty Nguyễn Thanh Hải đó, làm đậm đặc hơn và tốt hơn được 25%. Nên hôm trước á, mới mừng quá, mới cả công ty đó họp kỳ niên á, mới ra tới tới Khánh Hòa. Hỏi anh Hải tại sao mà đi tới Khánh Hòa dữ vậy anh Hải? Anh nói tao đi tao khoe cái này. Mà cách đây 3 năm đó mình có yêu cầu anh Hải rằng là anh Hải ơi, anh làm cái si đó mà nó tốt hơn nữa là em sẵn sàng đó, là thêm tiền cho anh. Ừ. À, mà nó không được, mà cuối cùng bây giờ lại được. Nên là họ nhưng mà chưa dám công bố vì sợ là nông dân cứ đợi cái si si mới. Nên bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 vừa rồi đó là Thuận Thiên đã nhập được cái si, mà đổ ra một cái là nó đặt luôn. Hồi xưa cái si là phải đợi 2 tháng sau thì nó mới dẻo lại đó. Nên để càng lâu càng tốt vậy, nhưng mà bây giờ cái si là anh Hải anh làm ra là đặt luôn đó, và hàm lượng hữu cơ cũng có tăng lên. Rồi bây giờ vườn này nha, mới xài si thì phải có côn trùng. Anh Tú ơi, dặn nè. Bây giờ đó, anh lấy cái chai này nè. Anh rót cái thảo mộc, bỏ vô đây. Đúng chưa? Lấy chưa? Xẻ một cái lỗ nhỏ nhỏ. Rồi dở dở như nó cái cánh cửa vậy đó, cho nước mưa đừng vô. Đổ thảo mộc vô, mỗi cây treo một cái. Giai đoạn đầu thôi, sau không có. Rồi phun công thức côn trùng lên. Nha, phun công thức côn trùng. Sau này có con kiến là nó yên tâm, rùa vàng nó không có, không có đậu được, treo hết cho em nha. Rồi rẻ mà, cái thảo mộc nó rẻ mà nha. À, rồi anh nói gì, hôm qua anh còn dư lại bao nhiêu anh Tú? Hôm qua anh còn dư, anh Tú ơi,
Hôm qua anh còn dư bao nhiêu thuốc bảo vệ thực vật rồi anh cho người ta? À, thuốc này thuốc kia sau này đâu ha, trên 10 triệu em cho ta trên. rồi ok, cái vườn này được bao nhiêu cây đây, cái vườn này bao nhiêu cây đây? Chiều nay Tuấn gặp đối tác đây, Tuấn sẽ đưa cái video này cho họ coi luôn, mấy tháng sau mới xuất được nè. Vườn này bao nhiêu cây anh Tú? Đẹp. 250 cây anh Tuấn ơi. Mấy năm tuổi rồi anh? Tới tháng chạp là mới 5 năm. Rồi, nha, cho làm trái vụ đi, đi theo đây. Tháng chạp nữa là 5 năm. Rồi, cho làm trái vụ, phun phân hóa mầm hoa hai lần cách nhau 7 ngày, 10-60-10. Rồi xong 7 ngày tiếp theo là phun oligo. Một phần 200-220 gì đó, 1 lít pha với 220 lít nước gì đó ha. Rồi phun ra rìa tăng lá luôn. Đó, cỏ nó nhiều vậy á thì chúng ta một là phát nó đi, không rồi thôi nó cũng rẻ. Một phi có 200 ngàn thì phun ra rìa ra đậm, cái cây càng sung thì phun càng đậm. Phun hết mặt trong một ngày rồi 7 ngày sau phun oligo một lần nữa. Nhưng chỉ có phun lên cây thôi, không ra rìa tăng lá. Được chưa? Trời ơi đất này là trồng bưởi là số 1. Số 1. Rồi. Đó. Sinh thái vậy đây mới được. Ok. Khoe cái này chắc dân mừng dữ lắm à. Anh này anh cũng ý thức hữu cơ nè, nên đưa cái vô nó hít liền. Nhưng mà hồi xưa anh xài vôi nhiều, nó thành nè, thấy chưa? Tôi nói vôi lợi một mà hại nè. Nè nó thành thạch cao rồi nè. Vì trong đất nó có cái acid sulfuric, sau khi vi sinh vật và rễ nó tiết ra để nó lấy dinh dưỡng đó, thì nó kết hợp với vôi nó thành là cái này là gọi là gì ạ? CaSO4 thạch cao nè, trần thạch cao nè, đây là cái trần thạch cao của mình nè, đó. Không cần bỏ hữu cơ trong gốc đâu anh, ra rìa tăng lá cho Tuấn nha. Dạ rải ngoài, rễ nó nằm ở ngoài, thành hút nó nằm ở ngoài. Đó. Không, cứ để cỏ vậy cho tôi, trời ơi. Đẹp quá anh Tuấn ơi, mình nông dân mà thôi, mình làm theo thượng thiên thì để ở ngoài đi, còn ở trong mình cho nó sạch sạch đi. Cái hữu cơ tôi... cho nó ăn mà. Không sao hết, nó cũng trả lại, trời ơi này. Không sao, ăn đây rồi trả lại đây. Ăn... Tại rễ nó nằm ngoài đây anh. Đương nhiên, ở giờ nó đang rồi, thì bây giờ rễ nó thọc vào với nhau. Chứ rễ nó nằm ngoài đây nè anh. Đúng ra giờ rải giáp cũng ăn hết. Rễ ngoài đây chứ không phải rễ trong đó nha. Dạ là như vậy. Rồi, đẹp rồi. Ok. Nên nói lại là cái bưởi ở Tây Ninh đó, các vùng đất thấp đó thì nên trồng bưởi. Còn vấn đề sầu riêng thì hôm qua đã nói rồi. À, sầu riêng mà ngập như vậy thì toàn bộ cái chỉ cần 20 mấy tiếng hồ thôi thì toàn bộ cái lông tơ ở cái đầu hút á, cái thành hút đó là nó hư hết, là xong, là rụi ngọn liền, là rầy quay lại liền. Nhưng mà bưởi thì không sao à, bưởi ngập mấy ngày cũng có thể được ạ. À. Đó là như vậy ha, nên bưởi là phải cần ẩm độ ha, nên bưởi là phải trồng nó thấp một xíu, nhưng mà sầu riêng thì phải trồng nó cao lên, được chưa? Đó. Anh này anh trồng là cao nè, nhưng mà đó bộ rễ nó phải nằm trên vậy nó lấy được dinh dưỡng tốt lắm. À, cái này là chắc là bưởi này là bưởi chiết anh ha. À xin lỗi, bưởi ghép phải không? Chắc bưởi ghép. Anh Tú ơi, cái bưởi này là ghép phải không? À, anh Tú, bưởi này ghép anh Tú? À, ghép, chiết là nó tàn nhanh mà nó xa ra vậy nè. Còn cây này cây ghép nó mới cao vậy nè. Chà, cái này là phải hai mấy năm. Chi vậy? Để thời gian nghỉ ngơi. Rồi. Rồi, ok. Nhớ là khai mương vô là rất tốt, nhưng trước khi khai mương là phải coi cái nước mương, cái pH nó như thế nào. Bưởi là khai mương là tốt hơn là tưới bé, còn tưới bé là phải tưới kín hết, không có chỗ nào được khô, chứ không thôi là cái muối bưởi nó sẽ bị khô cục bộ đó. Đẹp quá trời ơi cái này ha, tháng rưỡi hai tháng nữa lên đó, quay nó mới mê, trái nó vẫn có vấn đề
Đây, cái nào khác.